Đó người năm cũ ngược xuôi tìm về, trải bao năm tháng ủ ê, vượt qua một kiếp nặng nề lông đông, chim hiền chắp cánh thêm lông. Tức là mấy bác hô già, bây giờ già 80 tuổi, đẻ ra thằng con bây giờ nó cũng bốn mấy tuổi, đẻ ra đứa con nữa là ổng là thuộc về cháu ngoại chắp cánh phải không? Cái đứa con đó bây giờ nó hai mấy tuổi, nó đẻ thêm lớp nữa, thêm chim nhí nữa. Ô quá trời lũ khủ. Tức là giống như xưa mà qua Mỹ có một người, bây giờ thành ra mười mấy người vậy đó. Thì một bác ô bây giờ một gia đình qua là ít nhất cộng thêm cũng 20-30 người. Thì đây mới nói nè, chim hiền chắp cánh lông non, trời cao tung lướt vầng đông sáng ngời, cuộc đời như thể giấc mơ, mưa xong lại nắng, thiên cơ khó lường, trà hoa chạy lấy gió sương, giữ niềm chung thủy, giữ đường thiện tâm, nhớ câu tâm niệm quanh năm, Phật trời chứng giám chứng giám, thánh thần độ ban, ngày mai non nước rỡ ràng, ngày mai khỏi chí dọc ngang dễ dùng, bây giờ là lúc tiền hung, ngày mai hậu kiếp reo mừng hoan ca, chim hiền gặp nẻo gần xa, bay về tổ cũ trang hòa yêu thương. Này con ông đó, ông đội cái nón hát ô hải quân đó, cũng là chim hiền á, gán đây anh còn sức mà anh bay đã lắm. Trời đông hải khơi màu cuộc chiến, đất trung sơn tích chuyện thật hư, kìa xem mấy chú kình ngư, ấy thuyền thiên quốc chuyển từ thế công, nhớ khi xưa cũng thiền mát đốc, phía cờ hoa đến chọc giặc ma, cờ hoa đến chọc giặc ma, bao năm nát cửa tan nhà, trời nam khói lửa can qua chiến trường, ngày nay vẫn theo đòi gương trước, thuyền trung sơn nay vượt biển đông, thương thai cho lũ mang đồng, tính khôn tính dại khó mong thoát nạn. Cái bài này có những cái khó không có giải nghĩa được, nhưng mà ngoài kia ai nghe được cái này á, có mấy bác giỏi chữ nghĩa là biết. Trời Nam có cái câu này dễ hiểu nè, trời Nam có lửa can qua chiến trường, tức là miên á, với mình á thế nào cũng có đụng độ. Có mấy bài nói về miên nhiều lắm. Hồi nãy có cái vụ mà ông Trần Hằng á, mà ông vợ ông gửi tiền vô thăm nuôi, ông mua cái máy radio, cái bị công an á, chạy giam á, bắt gặp. Thì bữa đó bị bắt thì có một vị cao ở trên nó cho cái bài này nè: trăng xế đầu non cảnh vắng tanh, bao hồi kẻn đánh lúc tàn canh. Tức là ông bị bắt rồi, ông bị ra tra tấn rồi, là mấy vị đang cho bài thơ này, lúc đó ông chưa chết. Ngoài đường có cảnh người đi trước, trong ngõ xôn xao kẻ dạo quanh, cảnh đó chạnh lòng người dũng sĩ, tên này sóc già bậc hùng anh. Thì lúc mà ổng mua cái máy radio đó bị phát hiện á, thì ổng bị tra tấn rồi, ổng bị công an búng làm sao, đá bể vô hạ chết. Thì mấy vị trước khi ổng chết, là trước đó một ngày, mấy vị cho cái bài thơ này nè. Mà ở trong tù mà ai có cái máy radio thì là quý vô cùng, cực kỳ quý đúng không? Nhưng mà ổng hy sinh. Đến năm nào ta, đến lúc mà sư phụ gặp mấy vị rồi đó, cái tự nhiên có một lần cơ đang chạy, cái ông nhảy vô nói chuyện: các ngươi biết ta là ai không? Cái ông mới xưng tên ổng là Trần Hằng. Cái ông bố với sư phụ cũng hoảng hồn: trời, ông chết rồi sao ông nói chuyện? Tại vì ông nói bây giờ ông đi theo ngài Nguyễn Văn Trực á, hầu cho ngài Nguyễn Văn Trực, tức là lính của ổng. Thì mỗi lần mấy vị hồng thiên ông nói về dạy sư phụ về chính trị á, thì ổng cũng có đi theo. Rồi ổng vô nói mấy câu vậy. Thế nên khi mình chết anh hùng á, chỗ này để mình chết anh hùng, xin như tướng tự dư thần là có thiệt. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Dĩ, tất cả những năm anh hùng mà bữa mình đi Nam Cali á, sư phụ gặp hết rồi, nói chuyện luôn rồi.
mà mấy ông làm cái chức nhỏ lắm. Mỗi lần mấy ông về núi á, là mấy ông đứng xa thôi, mấy ông trên trời nói chuyện, hoặc là mấy ông thần của nước Việt mình nói. Còn mấy ông thì cũng có nói chút chút để ta biết là có sự hiện diện mấy ông là thiệt á. Tức là khi mình mang cái bản chất anh hùng, mình chết mình thành thần á. Còn mình mang bản chất hiền mà không biết tu, trở thành cũ quyền. Còn mang bản chất biết đọc kinh mà biết lo cho chị em bạn đạo và biết khuyên người tu, mình chết mình thành thánh á. Tức là mình có thể biết được hiện giờ mình làm gì. Mình lo cho đại cuộc, mình sẽ thành Bồ Tát thành Phật. Cho nên những cái gì mình đang làm, nó đã có một cái bằng thưởng của mình đặt ở trên tường của mình trước rồi. Như cái bon nó có sẵn gì thì mấy con trời thánh. Những cái này để cho tất cả mọi người có kinh nghiệm, có cái hiểu. Chứ không phải là những cái hành động mình, trời ơi sao tôi đọc kinh đó ngàn tôi không thấy Phật gì hết. Nó không phải. Mình có duyên thì có đứa thì gặp, có đứa không gặp, đúng không? Nhưng mà đều có bằng thưởng hết. Còn có những người cứ nghe, ồ ông nói không có bảy dòng hồ quang, nói ông là con của ông trời tôi đâu thấy. Thấy không, nhiều lúc tàu lao nói chuyện người mà đặt ca ca dở hạch rồi cũng ca ca. Hồi xưa mày xảo tao kịp à, mày không nhận đệ tử cũng giờ mày nói mày thầy rồi à, hết mày bây giờ mày thêm sư mẫu nữa. Trời ơi, kiểu nào họ cũng nói chứ giờ bà là mẫu rồi, họ bỏ túi đâu có nhét giấu ba được. Hồi xưa thật sự không có nhận đệ tử, sau này mở đất đai nhiều quá, bây giờ đất toàn tùm lum từ Houston qua tới đây. Mấy cái hội Việt Nam ai cai quản? Họ thiên coi quản chứ ai cai quản? Thì bây giờ con thấy những đứa họ thiên Houston rất là giỏi, tự phát triển, tự làm hết để mà độ dân Houston. Mục đích của chúng ta là đem người từ không biết cho tới biết, từ người không có thuần mấy thành ra người hiền, người tài đức. Từ những người đi theo mấy ông thầy với Khâm A Thon với Bùa Ngải trở vào họ thiên chúng ta, để họ có đời sống không có bị depression, không có bị dụ mất tiền, rồi cả đời cứ lùng khùng không biết mình làm gì, rồi cũng chẳng có đem lại income cho gia đình, cũng chẳng có đem được cái lợi lộc gì cho con như cho chồng hết, rồi cứ nhà cứ bị khi dễ, những người bị trúng bùa nó vậy. Thì họ thiên chúng ta là để giúp những người đó, muốn giúp được thì Long hay là Cẩm Tú hay là Hoàng Trang hay là Ngọc Anh gì đó thì tự phát triển ra. Thì dân Houston nó thấy mình có cái nơi đó thì nó mới vô. Vô thì tự nhiên họ ngộ ra. Còn họ không chịu bước vô thì làm sao họ ngộ? Bây giờ muốn ăn phải lăn vô bếp, muốn lại Phật thì phải đi kiếm chùa lại, vô bàn thờ lại. Thì muốn đi tìm về trời phải đi về Thiên Tâm, về Thiên Long Giang, về Thiên Long Sơn thì mới gặp Phật. Phật đâu ở vòng vòng ở khu Phước Lộc Thọ hay là Beo Le đâu, Hồng Kông Bốn gì đâu, Phật đâu có ở đó. Nên mỗi đứa là tự hồi thiên, tự phải biết cách độ riêng để mà cho cái chúng sanh thời nay trong mắt họ nó giống như một đám người đi trên một chiếc thuyền cruise ship khổng lồ bị chìm lặng hụp ở cõi Ta Bà dưới biển. Hồi thiên chúng ta là một đám cứu tàu cấp cứu Hồng Thập Tử đó, cứu. Nhưng mà họ không có giơ tay thì làm sao mình kéo được sóng biển nữa, lặng hụp nữa. Thì họ cũng phải giơ tay lên thì chúng ta mới kéo họ được. Nên những đứa đã hội thiên rồi, sư phụ thời không có bỏ đứa nào là gì. Dù có làm sai thì cứ tách riêng thời gian rồi từ từ tĩnh tâm lại. Nhưng mà mỗi đứa đều phải có trách nhiệm, chứ không có được ích kỷ. Những gì mình biết, mình hiểu được về sư phụ, về Thiên Tâm cứ loan truyền. Facebook, cái mình dễ ợt đó. Một bác lớn tuổi như Hiệp Thành cũng có thể làm cái trang Facebook, cứ share cái bài thôi cũng được nữa, đâu có mất gì đâu. Tức là mình không biết đánh chữ là dốt luôn đi, không biết đánh tiếng Mỹ, không biết đánh cái gì, cũng share hay là mày lấy mấy cái bài sấm cơ này của mấy vị nè, bỏ lên mình cũng có phước nữa. Này là bài này tập về bài đó. Đây của Đức Thầy. Tự do. Tự do, hai tiếng tự do. Mà sao nghe thấy
thêm lo quá chừng. Từ khi mở mắt năm dần, tự do đã biến theo thần tự do. Thần tự do sẽ lo tất cả, hỡi hiền đồ có phấn khởi chăng? Thôi đừng ngại lắm khó khăn, mà quên việc nước, mà quăng việc thù. Con ơi sắp sửa trùng phùng, cọp ti hung dữ cũng đừng thản oan. Rồi đây chỉ đến vạn ngàn, niềm vui hạnh phúc dân tràn quê hương. Còn đâu kẻ bán tình thương, còn đâu cái bọn vô lương tâm này. Con ơi sắp sửa xâm về, con ơi nghe thấy lời thầy khuyên rằng. Còn bài nữa này. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, này của Đức Thầy rồi, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, Bây Đần á, Bây Đần là tên ngốc làm vua. Nghe Bắc Lú cũng vậy nữa, hai ông cũng đều là chữ ngốc á. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian để chọc thầy chùa có râu. Thời mặt giận biết đâu mà kể, quỷ long hành chẳng nể thần tiên. Chờ khi đã nổi long chìm, đã là Tưởng Giới Thạch, tức là Đài Loan. Long là Mao Trạch Đông, là Trung Cộng. Thì giờ thấy hai cái thứ là cái hàng nhí bắt đầu từ mạnh, Trung Cộng từ từ yếu. Chờ khi đã nổi long chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Cũng là nói mang bác H.O. H.O. già, H.O. trung, H.O. nhí, cũng về xuôi là về nước Việt á. Chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi, chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, trà hoa có nghĩa là hồi xưa ở năm 1979 ở trại tù, chẳng có trái cây, cũng chẳng có gì ngoài cái nước trà thăm nuôi. Rồi hoa, hoa rừng thì chỉ có lấy hai cái đó cúng Phật thôi. Thì từ đó đó, những cái người mà 12 người thập nhị nhân viên á, mà ở trên chọn để đi tìm minh chủ trong tương lai á, mà 36 năm mới gặp được sư phụ, thì họ chỉ có nước trà với hoa trong rừng. Thì là đó là lễ vật quý nhất ở trong tù, thì đặt cái tên đó luôn. Trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, trà hoa giữ lấy, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Phật bà chứng giác thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi. Trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, câu này mới là đệ tử Hoa Thiên gán nhớ nè. Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, có nghĩa là thời đó năm 79 là đã có đạo thiên tâm rồi. Ở trong tù đã đeo bằng mũ, bằng gỗ đủ kiểu hết, là bằng thiết cái gì, bằng giấy luôn, để cho mà Trung Cộng nó, nên tại thời đó Trung Cộng nó tấn công miền Bắc. Thì mấy ông Việt Nam mình á muốn lợi dụng bom đạn ở Trung Cộng để bỏ bom vô giết hết mấy ông tù nhân này. Nhưng mà bề trên thấy được thì mới kêu làm cái dấu này nè để đeo, để mà tránh cái sự chết chóc, để mà được đi Mỹ để thành chim hiền, rồi mới đẻ ra chim con rồi chim nhí tới ngày hôm nay. Chứ mấy ổng mà mất á, mình cũng mệt lắm á nghe. Cho nên mấy ổng sau này sẽ được lịch sử ghi công lớn á. Thì dấu thiên tâm chúng ta đã có từ thời đó, thì mới có câu này thiên tâm nhân. Nhưng mà thời đó mấy vị đã nhìn thấy hết tới thời nay. Ở Mỹ mình có 5-7 nghìn người thiên tâm, ở Việt Nam có mấy chục triệu, và một số những tín đồ của những cái đạo mà nói về Long Hoa, bọn mới nói tên đụng chạm, thì không biết miền Nam sẽ có Phật xuất hiện. Thì những cái đạo mà nói về hội Long Hoa đó, tức là hội anh tài, hội chim hiền, nên bây giờ mình nói là hội chim hiền đó, Long Hoa mình dịch cho thành hội chim hiền đi, thì rất là nhiều. Nhưng mà họ không có dám đeo và họ không có dám lộ liễm, nhưng mà trong tâm họ đã đeo rồi, từ trong tâm họ đã đeo và đã thiên tâm rồi. Cái đạo này nó không có phải là mới, mà nó đã có ở tầng trời đâu xuất thiên của Phật Di Lạc hàng nghìn năm ở trển rồi. Tiến đến triệt này là con của Thượng Đế, 112 người con xuống đây để chìm tinh.
Nhưng mà đối với người truyền tin đầu tiên cũng có thể gọi là lập đạo. Còn chữ Di Lạc có nghĩa là an cư lạc nghiệp của một thời vàng son, một thời thánh đức. Nhưng cái người thật sự mà ấy, đó là Phật Di Lạc thiệt. Chú hộ là chiên thừa Di Lạc, là đệ tử, đó là Đức Thầy sẽ xuất hiện thiệt đó. Còn ai bây giờ tin thì còn cứu được, còn không tin bỏ tài. Dùng chữ bỏ tài dễ hiểu. Thầy ngài là số 1. Xin đến chuyện này, bữa hổm mấy vị kêu á, thầy kêu á, con là số 2. Sau này số 1, số 2, số 3. Nó đi theo hệ thống của bên Công giáo Đức Giáo Hoàng 1 cho Đức Giáo Hoàng tới ngày hôm nay á. Thì sau này Thiên Tâm chúng ta sẽ có Thiên Tâm giáo chủ đời thứ 1000 nữa. Có thể Thiên Đức Mai là đời thứ 5 của mình chừng. Who knows? Mấy con gắn tôi giỏi là đều được hết. Thiên Tâm Nhân nhất tụng Nam Mô, còn đâu chủ thuyết Tam Vô. Tam Vô có nghĩa là ở cái thế giới của chúng ta có hai chủ thuyết mà đưa cái quả địa cầu Yin and Yang, trắng và đen, đánh nhau tối ngày, hiện thần tà thần đánh nhau, chứ nó không phải là cộng sản, không phải là quốc gia gì hết. Đó là do tâm thức. Nhưng mà cái chủ thuyết Tam Vô là họ tính theo những cái gì họ thấy được, gọi là di vật. Còn chúng ta là từ ở cõi Quan Âm Thiên, chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta có thần hồn, chúng ta xuống đây mục đích là rèn luyện cái thần hồn cho khôn hơn để đi về trời có công đức. Thì chúng ta tin theo là di tâm. Di vật là hôm nay ông Đê Vinh đã sai bét và những nhà khoa học đã sai. Cả cái ông mà Einstein cũng phải bái phục. Ổng chế ra hai quả bom nguyên tử mà bỏ Hiroshima với Kawasaki cũng là ổng. Mà đến cuối cùng trước khi ông chết, ông nói những gì ta mà tìm được thì ở ngoài kia đạo Phật nó đã đi trước rồi. Ta chỉ là một hạt cát trong của đạo Phật. Thì cái ông mà khôn nhất cái hành tinh của chúng ta đã từng nói như vậy. Hôm nay thiên đức kiệt này người cõi trời tầng 36 xuống đây cũng nói y như vậy. Di vật là sai. Con người nó có cái DNA của cõi trời xuống, chúng ta đi từ dãy ngân hà này sang dãy ngân hà khác, đi từ thần tinh này sang thần tinh khác. Chúng ta là người sáng, chúng ta là người nhện, chúng ta là người laser, đủ kiểu hết. Chúng ta là cõi tiên thấp, tiên cao, chúng ta từng xuống địa ngục, chúng ta cũng đã từng làm con ngựa, con trâu, con bò khi chúng ta bị tội. Thì di tâm hôm nay cũng vẫn là di tâm, là vì thời nay điện thoại hay là vật chất hay là cuộc sống, chúng ta quên đi cha mẹ chúng ta, quên đi Thượng Đế. Và cái thể chế Tam Vô là vô thần đó, là không có tinh thần, không có tổ quốc, họ không có tổ quốc. Hồ Chí Minh ngày xưa, Nguyễn Ái Quốc cùng thời với Phan Bội Châu, cùng thời với những cái nhà mà chống Pháp để mà ngoại bang đó, thì những anh hùng ổng đi xuống chiếc tàu đi qua Pháp, thì mình cho ông đó, đó là có một chút anh hùng. Nhưng đến năm 1932 bị Mao Trạch Đông giết ở Hồng Kông, đưa vô Hồ Chí Minh giả, đang nằm ở Lăng Ba Đình, có hai Hồ Chí Minh nghe. Cho nên hai ông thường có tiếp, một ông thì tội ít, một ông thì tội nặng, đang còn ở dưới. Họ không có tổ quốc, họ chỉ theo thời Việt Minh á, là có công với tổ quốc. Từ Việt Minh đổi thành Việt Cộng á, là họ bán tổ quốc cho cái đảng cộng sản quốc tế, đó là nghe Tàu, nó đi chung hết. Cho nên cái lá cờ đỏ sao vàng á, là của một tỉnh Phúc Kiến á, nó không phải lá cờ của nước Việt. Giờ có ông tin con coi Phúc Kiến này sao? Bây giờ nó lấy Hoàng Sa của mình, nó tuyên bố là Nam Sa dễ ợt, nó là nó đặt có mấy bản với hai chai champagne, cái là bữa nay là mình mất Hoàng Sa, ngày mai nó để 4 chai champagne, nó mở khui cái ok rồi nhập nước Việt vô Phúc Kiến là kiến Việt, là xong kiến Nam chứ nó không có cho chữ Việt nữa, xong. Hôm nay cái hàng mà Trấn Thành nó làm cái phim đó là tay sai của Trung Cộng á, nhìn đi, họ muốn cái thế hệ trẻ lố bịch, không có nhớ gì lịch sử,
những cái chuyện lịch sử Việt Nam mấy đứa nhỏ đâu có biết. Bây giờ mà phim hình sao là tụi nó biết vậy thôi. Nhưng mà không phải cái thế hệ trẻ nó không biết, thì cái thế hệ trung trung hay thế hệ già không biết. Việt Cộng nó giỏi có một cái, nó ngu dày. Nó cứ nghĩ nó làm cho mỗi một thế hệ ngu một chút, ngu một chút. Ngu đến nỗi mà thấy khi nhân buổi mà khóc á, là nó thành công. Tức nghe là trung thành tuyệt đối với đảng. Tức nghe là ngu dân á, hiểu không? Mà con người chúng ta là ở cõi trời xuống Bồ Tát với Thánh Thần, mà xuống đây á, bị đì cho tới ngu một chữ đó, cái nhiệt huyết của mình sẽ bị mất đi hết. Cho nên nước Việt bây giờ vừa hèn vừa hiếu thế hệ trẻ, thì sống cam phận, sáng cà phê tối cà phê, sáng bia tối bia, không còn chí khí nữa. Nhưng mà người gọi trời rất là anh hùng mà xuống đây gặp như vậy đó. Cho nên bề trên nó không có để tiếp tục những cái con của Thượng Đế Phật Bồ Tát xuống trần mà bị những cái nạn này, thì từ đó mới có những người xuất chúng, những vị Phật thánh tiên hạ phàm cho nước Việt để mà khai trí, để mà làm lại một cái nước quật cường trở lại, Lạc Long Vương Âu Cơ trở lại, là một cái lịch sử Việt Nam